Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Động cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, rà soát nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khi kiểm tra việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Kim Động trong sáng nay. Hiện nay trên địa bàn huyện có 10 dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn huyện với tổng mức đầu tư hơn 844 tỷ đồng. Các dự án đang được triển khai theo đúng quy trình. Một số dự án đang chậm tiến độ giải ngân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao hơn so với mức đầu tư được phê duyệt. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu huyện Kim Động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, nhà thầu tăng cường tuyên truyền vận động, nhân dân đồng thuận trong việc triển khai dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, rà soát nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Thời gian qua, công tác phát hiện bồi dưỡng đảng viên đã và đang được Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên quan tâm thực hiện. Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, nửa nhiệm kỳ qua, trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, có gần 480 quần chúng ưu tú tham gia nhận thức về đảng. Đảng bộ kết nạp được 129 quần chúng ưu tú vào đảng, vượt chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt kết nạp được 66 đảng viên là sinh viên vào đảng. Bồi dưỡng sinh viên ưu tú kết nạp vào đảng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên mà còn tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Thời gian qua, nhờ công tác vận động tuyên truyền, 120 hộ dân tại hai thôn Quang Xá và Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ đã tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Được khởi công từ đầu năm 2020 đến nay, hai tuyến đường liên thôn là đường huyện 64 thuộc thôn Quang Xá nối ra quốc lộ 38 và đường huyện 65 thuộc thôn Viên Quang đã được cải tạo hoàn thành với tổng chiều dài gần 9 km. 80 hộ dân thôn Quang Xá và 30 hộ dân thôn Viên Quang đã hiến 4.000 m2 để làm đường. Nguồn vốn để mở rộng các tuyến đường trên trị giá khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân của xã. Tối ngày 28 tháng 8, nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự chung kết là 10 tiết mục ca múa nhạc đã được lựa chọn từ 21 tiết mục của vòng chung khảo diễn ra ngày 3 tháng 8 vừa qua. Với màn thể hiện xuất sắc của các thí sinh đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Kết thúc đêm thi, ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Trần Phương Hoa, thành phố Hưng Yên với bài hát Xa Khơi. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 771 về rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính, kịp thời rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý, đồng thời cân đối bố trí nguồn ngân sách để đầu tư sửa chữa cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc được tiếp tục sử dụng phục vụ hoạt động của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2023, trong số 891 học sinh của trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tham gia xét tuyển, đã có tới 212 em trúng tuyển vào các trường y dược. Trên mạng xã hội mới đây, chia sẻ một clip khoe nhẹ thành tích đáng nể của học sinh lớp 12B2, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Lê Thánh Tông. Theo đó, tất cả 36 thành viên của lớp đều trúng tuyển vào các khoa trường đại học đào tạo y dược. Theo thông tin từ nhà trường, tại kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, trong số 891 học sinh của trường tham gia xét tuyển, đã có tới 212 em
trúng tuyển vào các trường y dược. Thông tin từ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh hôm nay cho biết, đơn vị này vừa họp hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn chống mái Vịnh Hạ Long. Trong đó, nhóm giải pháp về kỹ thuật gồm gia cố ổn định các khối đá có nguy cơ trượt lở, đổ lở bằng phương pháp khoan heo, xây cột tường bê tông làm giá đỡ các khối đá bị mất chân có nguy cơ đổ lở cao, phun vữa bê tông nhằm hàn gắn, hạn chế mức độ ăn mòn và mở rộng các hệ thống khe nứt, phun xây vữa bê tông có pha trộn các vật liệu chống ăn mòn và chống mặn ở chân hòn chống mái nhằm giảm thiểu mức độ ăn mòn chân đảo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xác nhận có việc cá sấu xuất hiện trên kênh sáng Phụng Hiệp đoạn qua địa bàn thị trấn Phước Long. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 8, người dân sống xung quanh khu vực chợ Phước Long và khu hành chính của huyện phát hiện con cá sấu trên kênh sáng Phụng Hiệp. Qua hình ảnh ghi lại, con cá sấu này ước nặng khoảng 10 kg. Do kênh sáng Phụng Hiệp khá rộng, con cá sấu lúc nổi, lúc chìm nên khó khăn trong việc vây bắt. Ngay khi xuất hiện thông tin trên, lực lượng chức năng tiến hành vây bắt con cá sấu và phát thông báo cảnh báo người dân không xuống khu vực sông có cá sấu. Thông tin ban đầu khoảng 7 giờ ngày 29 tháng 8, đám cháy lớn xuất phát từ nhà dân kết hợp cho thuê nhà trọ trên đường Bạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng phòng phòng cháy chữa cháy Công an quận 5 điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường chữa cháy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 người chết chưa rõ danh tính. Phòng trọ bị cháy có diện tích khoảng 40m2. Vụ cháy cũng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong. Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được đối tượng Lê Duy Anh Quân, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đường Cái, xã Đình Tù, huyện Văn Lâm, ngày 18 tháng 8 vừa qua. Trước đó vào khoảng 13 giờ 20 phút chiều ngày 18 tháng 8, một nam thanh niên mặc quần dài, áo dài tay màu tối, đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, đeo khẩu trang và đeo găng tay, vai đeo túi sách và cầm theo một chiếc túi đi vào cửa hàng vàng. Bất ngờ, đối tượng rút ra trong túi một chiếc búa rồi đập vỡ tủ kính, lấy đi một số lượng vàng được chủ cửa hàng xác định là 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bỏ lại một súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo quốc lộ 5 hướng về Hà Nội. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, thẩm phán Liên bang Mỹ thông báo đã ấn định sẽ xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, chỉ một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng, và ông Trump đã tuyên bố sẽ kháng nghị. Thẩm phán Tanya Chutkan ngày 28 tháng 8 thông báo bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 4 tháng 3 năm 2024. Liên quan tới cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 tại Washington, D.C. Điều đó đồng nghĩa ông Trump phải ra tòa chỉ một ngày trước ngày bầu cử siêu thứ ba, khi cả chục tiểu bang bắt đầu bỏ phiếu để chọn ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump đang dẫn trước các đối thủ với cách biệt lớn. Ông Trump đã có những phản ứng tức giận trên mạng xã hội Truth Social và gọi quyết định của thẩm phán Chutkan là một hành động can thiệp bầu cử. Một địa phương ở miền đông Trung Quốc đang thực hiện chính sách thưởng tiền cho những cô dâu 25 tuổi hoặc trẻ hơn. Đây là biện pháp mới nhất nhằm khuyến khích người trẻ kết hôn khi tỷ lệ sinh của cả nước giảm một cách đáng ngại. Thông báo của chính quyền huyện Thường Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, chính quyền sẽ thưởng 1.000 nhân dân tệ, tương đương 137 đô la Mỹ, cho các cặp vợ chồng đăng ký kết hôn nếu cô dâu từ 25 tuổi trở xuống. Đây là biện pháp để khuyến khích hôn nhân và sinh con trong độ tuổi phù hợp với những người kết hôn lần đầu. Chính sách khuyến khích còn bao gồm hàng loạt các ưu đãi về chăm sóc trẻ em, sinh nở và giáo dục để vận động các cặp vợ chồng sinh con. Ngày 27 tháng 8 năm 2023, Bộ Giáo dục Pháp cho biết nước này sẽ cấm học sinh mặc áo choàng ABA của phụ nữ Hồi giáo trong trường học để đảm bảo thực hiện luật giáo dục.
Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp, những quy định rõ ràng ở cấp quốc gia về quy định cấm phụ nữ Hồi giáo mặc abaya trong trường học sẽ được công bố đến hiệu trưởng các trường học trước khi học sinh trở lại trường học trên toàn quốc vào ngày 4 tháng 9. Động thái diễn ra sau nhiều tháng tranh luận về việc mặc abaya tại các trường học ở Pháp, nơi phụ nữ từ lâu bị cấm đội khăn trùm đầu kiểu Hồi giáo. Abaya là loại áo choàng dài và rộng rãi mà phụ nữ Hồi giáo thường mặc. Lệnh cấm nhận được sự ủng hộ từ phe cánh hữu và cực hữu, song phe cánh tả lại lo ngại điều này sẽ xâm phạm quyền tự do dân sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.